Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap và Truyện Ma Bóc Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê. Ở tập trước thì ông Doanh đã có những cái bằng chứng xác thực và cụ thể đến từ lời khai của Tiên khi mà Tiên tỉnh dậy. Sau đó thì ông Doanh mới lập tức lập một cái kế hoạch âm thầm tấn công một cách đột xuất để bắt trọn ổ cái bọn ở bên khu resort Mai Châu. Nhưng mà tính thì tính như vậy, lần trước đã bị lật kèo thì liệu lần này có bị lật kèo nữa hay không? Hơn thế nữa, ở bên khu resort sắp có một sự kiện rất là khủng khiếp sẽ diễn ra. Và bây giờ thì Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Tại resort, 11 giờ tối. Trên hành lang tầng 4 của khu phòng khách sạn, Mẫn trong bộ trang phục lịch thiệp, tay cầm một chai sâm banh hảo hạng. Đi theo hắn là A Lễ, kẻ đang đẩy chiếc xe chuyên dụng đưa đồ ăn tới các phòng khi khách yêu cầu. Mẫn khẽ gõ cửa phòng 407 kèm theo lời nói. Dạ, như đã hẹn trước, chúng tôi là nhân viên của resort đến trao thưởng cho gia đình may mắn đã nhận được phần quà đặc biệt của resort trong ngày hôm nay đây à. Cánh cửa được mở ra, vẫn là một cặp vợ chồng khoảng chừng 35 tuổi. Có lẽ hai người này cũng đang chờ sẵn để nhận được phần quà đặc biệt trong buổi bốc thăm trúng thưởng mà resort tổ chức buổi sáng ngày hôm qua. Theo như bên resort công bố, sẽ có một người hoặc gia đình may mắn nhận được những ưu đãi cực lớn của resort trong buổi bốc thăm nhằm tri ân các khách du lịch đã hạ cố đến nghỉ ngơi tại đây. Tuy nhiên, kết quả của việc bốc thăm đã được Mẫn nhắm đến từ trước. Lý do cặp vợ chồng này nhận được quà đó là vì trong căn phòng này, ngoài họ ra còn có một cô bé tầm 5 tuổi đi du lịch cùng bố mẹ. Những ngày qua, do không nhận thêm khách đến nghỉ, nên resort chỉ còn lại những khách cũ vẫn đang trong lịch trình du lịch. Do vậy, sau khi xem xét toàn bộ danh sách khách đang ở tại đây, chỉ có duy nhất gia đình này có trẻ con còn nhỏ. Chúng muốn bắt cóc cô bé đem xuống hầm mộ cho ông Vương uống máu tươi để tăng thêm một chút dương thọ. Mẫn bước vào trong. Sau khi thông báo những phần quà giá trị mà cặp vợ chồng kia sẽ được nhận, ngoài việc ưu đãi miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt của gia đình trong suốt kỳ nghỉ, cặp vợ chồng còn được nhận một phần quà vô cùng giá trị. Đó là một chiếc xe SH nhập khẩu. Và nếu muốn, họ có thể quy đổi ra tiền mặt bằng với giá cả thị trường của chiếc xe. Một bất ngờ quá lớn, quá hậu hĩnh đối với cặp vợ chồng tội nghiệp kia. Họ hân hoan chờ đợi suốt cả buổi tối chỉ để chờ nhận tin vui. Nhưng đằng sau bộ mặt đang tươi cười, niềm nở chúc mừng kia lại chính là kẻ chuẩn bị mang tai họa đến cho gia đình họ. Nói một cách khác, họ đang chờ thần chết đến gõ cửa. Và lúc này đây, hắn đã xuất hiện. Mẫn vui mừng mở chai sâm banh rồi rót ra hai ly. Mẫn nói: "Đây là bữa tiệc nhỏ để chúc mừng các vị. Ngày mai, phần thưởng sẽ được trao công khai. Mời hai vị nâng ly chúc mừng. Resort chúng tôi rất hân hạnh được chia vui cùng hai vị khách quý." Bên trong hai cái ly đã có sẵn một lượng thuốc mê cực mạnh. Cặp vợ chồng tất nhiên là không nghi ngờ gì mà nhìn nhau nâng ly chúc mừng. Họ cạn ly rượu sâm banh hảo hạng rồi khẽ đặt ly xuống dưới bàn. Mẫn ra hiệu cho A Lễ bày thức ăn lên để phục vụ thượng khách. Nhưng trong khi A Lễ đang khẽ mở những chiếc khay bạc, úp lồng bạc xuống bàn, mùi thơm từ những món ăn hảo hạng bốc ra nghi ngút. Cặp vợ chồng kia khẽ nhắm mắt tận hưởng hương vị đặc biệt từ các món ăn. Nhưng đó cũng là lúc họ thấy hoa mắt, chóng mặt. Ý thức của họ đang mất dần. Thứ cuối cùng mà họ nhìn thấy chỉ là làn khói đang khẽ tỏa ra từ những chiếc đĩa bạc sáng bóng. Cả hai người đổ gục xuống đất cùng một lúc. A Lễ cười hình hịch: "Quả đúng là người chuyên nghiệp, từ câu nói cho đến cách thức, bọn chúng chết mà vẫn phải tươi cười chấp nhận." Mẫn đáp: "Mày ở lại xử lý hai người này, chắc đứa nhỏ đang ngủ trong kia, tao sẽ đưa nó đi." Tiếng xe đẩy đang phát ra tiếng động dọc theo hành lang. Đã 11 giờ 30 phút tối, đi kèm tiếng cút kít của bánh xe là tiếng huýt sáo đang vang vọng. Dường như kẻ đang đẩy xe đó đang lẩm nhẩm hát những câu gì đó. "Ngủ ngoan nào bé yêu, sẽ không còn đau đớn nào cả." 11 giờ 35 phút tối, tại hội trường tập hợp 15 cô gái người dân tộc. Lúc này trong hội trường chỉ có một mình A Lưu là người tỉnh táo. Nằm la liệt dưới sàn nhà là 15 cô gái tội nghiệp. Sau khi ăn trúng thuốc mê từ bữa ăn sau giờ nghỉ giải lao, tất cả các cô gái đã gục xuống bất tỉnh.
A Lưu đang lịch kịch chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu. Vẫn như lần trước, chúng dự tính sẽ cắt tiết của tất cả 15 cô gái. Máu được lấy ra sẽ đổ hết vào những chiếc bình thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn. Không chỉ vậy, theo như lời ông Vương yêu cầu, ngoài máu của gái đồng trinh ra, bọn chúng còn phải đem theo đầu của những cô gái đã bị giết đó nữa. Một mình A Lưu không thể làm được việc này. Vậy cho nên, trong thời gian chờ đợi A Lễ quay về, hắn đang bận rộn xếp những chiếc bình thủy tinh chờ sẵn. Khi A Lễ trở lại, cả hai người bọn chúng sẽ bắt đầu giết người, chặt đầu từng cô gái một. Loại thuốc mê này được Mẫn dự tính sẽ khiến cho người ta hôn mê tầm 3 giờ đồng hồ. Kế hoạch được Mẫn dự tính. Khoảng 12 giờ 30 sau khi hoàn tất mọi chuyện, Mẫn cùng hai tên A Lưu, A Lễ sẽ di chuyển xuống bên dưới hầm mộ. Thời điểm đó cũng là lúc ông Vương yểm cổ thuật lên người của Lý trong ngày thứ năm. Bí mật của hầm mộ chỉ có ông Vương, Mẫn, A Lưu, A Lễ là được biết. Một khi đã thoát xuống dưới đó, sẽ không còn ai có thể tìm thấy được chúng nữa. Cả Mẫn và A Lưu, A Lễ đều nhất mực tin vào khả năng thành công của ông Vương. Với những tà thuật, những bùa phép mà ông Vương đã sử dụng, chỉ cần ông Vương còn sống, tự khắc sẽ có cách thoát thân. Trong lúc A Lưu đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Trong số 15 cô gái kia, đã có một người tỉnh dậy, có thể do cơ địa, sức khỏe mà một vài người mẫn cảm lại với thành phần có trong thuốc mê. Cho nên thời gian hôn mê của những người này sẽ bị rút ngắn lại. Từ lúc bị đánh thuốc mê đến giờ, đã trôi qua 2 tiếng. Dự tính suy cho cùng cũng chỉ là dựa trên suy đoán. Ngay khi tỉnh lại, cô gái đã nhìn xung quanh. Cơ thể cô vẫn chưa hoạt động được. Nhận thấy mình và tất cả mọi người đều đang nằm dưới sàn nhà bất động. Phía trước có người đàn ông cao to, đang sắp xếp những chiếc bình. Bên cạnh đó là những con dao đủ kích cỡ sáng loáng, sắc lẹm. Bản năng mách bảo cô gái rằng mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng chân tay cô vẫn cứng đơ, không có chút sức lực nào. Bởi dù cô có tỉnh lại trước mọi người, thì trong cơ thể cô, thuốc mê vẫn còn ngấm. Khẽ nghe tiếng động, A Lưu bất giác quay lại. Nhưng cô gái cũng ngay lập tức nhắm mắt để tránh hắn phát hiện. Nhìn đồng hồ đã quá 11 giờ 30. A Lưu bắt đầu sốt ruột. Hắn lấy điện thoại gọi cho A Lễ. Bọn chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung. Nhưng A Lưu cúi xuống cầm lấy một con dao, rồi tiến về phía những cô gái đang nằm bất tỉnh. Hắn ngồi xuống, khẽ lật một cô gái lên rồi cười cợt. Hắn kề con dao vào cổ cô gái và nói bằng tiếng Trung. Nhanh lên! Tao hào hứng muốn cắt đầu từng đứa lắm rồi. Tuy không hiểu hắn đang nói gì, nhưng với hành động đó, với việc tất cả mọi người đều bị hôn mê, bất tỉnh, cô gái kia rùng mình. Hắn muốn giết người. Rất sợ nhưng không dám thở mạnh, nằm im nhắm mắt. Cô gái cố gắng xem cơ thể mình đã có thể cử động được chưa. Thời gian trôi qua từng phút giây thật chậm rãi. 2 phút sau, cô gái bắt đầu cảm nhận được từng ngón tay của mình đã có thể lay động. Toàn bộ cơ thể vẫn còn rệu rã, nhưng ít nhất lúc này cô cũng biết được rằng thuốc mê trong người đang tan dần. Ý chí, nghị lực sống còn, bản năng trong mỗi con người đang giúp cho cô phục hồi để tự cứu lấy bản thân mình. 5 phút sau, đôi chân của cô đã cử động được. Nhưng lúc này cô gái biết nếu mình cố vùng dậy bỏ chạy cũng không thể thoát thân. Căn phòng này, tất cả các cửa đều đã được đóng kín. Tất nhiên rồi, bọn chúng đang lên một kế hoạch giết người man rợ. Chúng không thể để cho ai ở đây sống sót chạy thoát. Tiếp tục nằm im chờ đợi thời cơ và hy vọng vào một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cô gái tội nghiệp không dám khóc. 11 giờ 45, cánh cửa phòng được mở ra. A Lễ đã quay trở lại. Hai tên Trung Quốc nhìn nhau rồi cùng gật đầu. A Lễ nói. Mẹ kiếp! Tốn thời gian với hai đứa kia quá. Tao chỉ muốn giết quách chúng nó đi cho xong. Nhưng sợ làm như vậy, máu bắn vào người. Lỡ trong lúc di chuyển đến đây, có ai thấy sẽ phiền phức. Chuẩn bị đến đâu rồi? A Lưu nhìn về phía những con người sắp bị cắt tiết như gia súc, gia cầm. Gã cười. Chỉ chờ mày về là làm thôi. Thế còn tay Mẫn đâu? A Lễ đáp. Gã đó đưa đứa bé con đi rồi. Tao nghĩ hắn sẽ đến đó trước. Thời gian ấn định là 12 giờ 30. Thôi, nhanh tay lên, xử lý bọn này xong rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ cần vương tử thành công,
chúng ta sẽ khiến cả thế giới phải hoảng sợ. Nói là làm, hai tên A Lưu, A Lễ bắt đầu tiến tới 15 cô gái đang nằm dưới sàn. Chúng lựa chọn một người rồi bắt đầu việc thảm sát. Chúng đưa cô gái đến gần một cái chậu bằng bạc khá lớn. Sau đó, hai tên A Lưu, A Lễ, kẻ giữ phần đầu, kẻ giữ phần thân, làm sao cho phần đầu của cô gái hướng về giữa chậu bạc. Lúc này tên còn lại sẽ dùng dao chọc mạnh vào cổ nạn nhân, khiến cho máu phun xuống chậu. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, cô gái tỉnh dậy ban nãy bủng rủng hết cả chân tay. Lúc này cô đã có thể cử động được toàn bộ cơ thể, nhưng làm sao cô có đủ can đảm khi phải tận mắt chứng kiến bọn sát nhân giết người như cắt tiết một con gà thế kia được. Nạn nhân đầu tiên đã xong. Cảm giác như hai tên Trung Quốc đã quá thành thục trong việc giết người. Chúng làm một cách nhanh, gọn. Quẳng xác cô gái xuống nền nhà, máu từ cơ thể nạn nhân bắn tung tóe ra sàn. Hai tên A Lưu, A Lễ với bàn tay nhúng đầy máu tươi, chúng tiếp tục tiến về các nạn nhân còn lại để lựa chọn người tiếp theo. Lần này, chúng cúi xuống ngay vị trí của cô gái đang giả bộ hôn mê. Thậm chí A Lưu đã đặt tay lên người cô. Trong đầu cô đã nghĩ cô sẽ là người tiếp theo bị giết. Nhưng may sao, A Lễ hất hàm nói với A Lưu: "Đứa này đi, cứ lần lượt mà làm, trước sau gì thì chúng nó cũng chết cả thôi." Bàn tay của A Lưu buông khỏi người cô gái. Chúng bắt đầu khiêng nạn nhân kế tiếp đến vị trí của cái chậu bằng bạc. Khẽ mở mắt nhìn lén, chưa bao giờ cô gái trải qua một nỗi sợ kinh khủng đến thế. Vẫn như lần đầu, vẫn cách làm như vậy, khi nạn nhân vẫn còn bất tỉnh. Tên A Lễ lạnh lùng chọc thẳng một nhát dao vào yết hầu của nạn nhân. Máu tiếp tục phun ra ào ạt đổ vào chậu. "Không được, tiếp sau đây chúng sẽ giết mình. Mình phải chạy khỏi đây." Cô gái suy nghĩ trong đầu, đằng nào cũng phải chết. Nếu cứ nằm im ở đây, người tiếp theo bị cắt tiết sẽ chính là cô. Chỉ có một con đường thoát duy nhất, chính là cánh cửa ban nãy A Lễ quay lại. Không biết khi trở vào trong hắn đã khóa cửa hay chưa, nhưng đó là đường sống duy nhất. Nắm chặt hai bàn tay, đôi chân cũng đã sẵn sàng. Lúc này A Lưu, A Lễ vẫn đang giữ cô gái thứ hai dốc ngược xuống để hứng cạn những giọt máu cuối cùng. Bọn chúng đều đang bận rộn. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chạy trốn. Lấy hết sức lực còn sót lại, cô gái vùng dậy. Cô chạy thẳng đến cánh cửa phòng với hy vọng cánh cửa đó có thể mở ra. Thấy động, hai kẻ sát nhân có phần hoảng hốt. Chúng cũng không thể ngờ là có người vẫn còn tỉnh táo. Máu từ nạn nhân thứ hai vẫn đang chảy xuống chậu. Chúng không thể buông tay ra để phản ứng kịp với tình huống. A Lễ hét lên: "Bắt nó lại, con khốn, nó bỏ chạy kìa." Nhưng lúc này cô gái đã nắm được cánh cửa. Người cô choáng váng, đôi chân của cô đang tê dại đi do cơ thể hãy còn choáng váng. Tay nắm cửa được xoay vòng, A Lễ chỉ chốt cửa lại chứ không cài then khóa. Cánh cửa được mở ra, không khí lạnh bên ngoài ùa vào căn phòng sặc mùi máu tanh. Cô gái như tìm thấy con đường sống trước mắt. A Lễ quát lớn: "Đứng lại!" Tiếng nói của hắn đang ở ngay phía sau của cô. Mặc cho đôi chân không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não, nhưng ý chí sống còn, bản năng sinh tồn mãnh liệt trong mỗi con người đã giúp cô cố gắng chạy những bước sinh tử ra khỏi căn phòng tàn độc. Vừa thở hồng hộc, cô gái vừa kêu gào trong tuyệt vọng: Cứu tôi với, cứu với!" Phòng hội trường nơi diễn ra buổi học nằm riêng biệt với khu resort. Con đường dẫn đến nơi này đã tắt hết đèn điện. Trời đã chuyển dần về đêm. Cô gái đáng thương đang cố lê lết từng bước chạy yếu ớt để tìm kiếm sự giúp đỡ. Phía sau lưng cô, A Lễ vẫn đang đuổi theo. Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ bắt được cô. Như vậy cũng có nghĩa cô sẽ phải chết. Quá tuyệt vọng, quá kinh hãi, cô gái chỉ còn biết dồn hết sức lực vào lời kêu cứu cuối cùng: "Cứu tôi với, ai đó làm ơn, cứu với!" Giữa đêm khuya thành vắng, tiếng kêu gào ấy dường như vang vọng hơn. Tuy nhiên, đáp lại lời kêu cứu thảm thiết ấy chỉ là tiếng gió rì rào đang thổi qua những tán cây cao rộng lớn. Lúc này đã là 12 giờ đêm. Thật may mắn, lời kêu cứu đã có người nghe thấy. Trước đó 10 phút là lúc 11 giờ 50, ông Doanh cùng đội của mình đã có mặt tại resort. Mặc dù bị bảo vệ ngăn cản do có lệnh của cấp trên,
không cho ai ra vào resort ban đêm. Nhưng với nghiệp vụ cũng như những tấm thẻ ngành trên tay, cộng thêm tính chất nguy hiểm của vụ án, ông Doanh không đoái hoài gì đến sự ngăn cản. Ngược lại, ông lệnh cho đội của mình nhanh chóng thâm nhập vào resort. Lập tức, truy tìm và bắt giữ những đối tượng nguy hiểm, đó là ba tên người Trung Quốc, Mẫn, A Lưu, A Lễ. Mệnh lệnh còn kèm theo điều kiện, nếu chúng chống cự, được phép dùng vũ lực để khống chế. 12 giờ đêm, các tổ nhỏ thuộc đội của ông Doanh đã tổ chức truy lùng, vây bắt những đối tượng có trong danh sách. Và lúc này, trong khi tìm kiếm, nhóm trinh sát của ông Doanh đã nghe thấy tiếng kêu cứu vang lên trong màn đêm. Một trinh sát nói: "Có ai nghe thấy gì không?" Hai người còn lại gật đầu: "Nghe rất rõ, ai đó đang kêu cứu." Viên trinh sát im lặng 2 giây để định hướng xem tiếng kêu phát ra từ đâu. Anh ta nói: "Hướng này, lập tức theo tôi." Tiếp đó anh ta nói vào trong bộ đàm: "Báo cáo thủ trưởng, hướng Tây, cách khu nhà hàng của resort có tiếng hét của một người phụ nữ. Tôi sẽ cho đội của mình lập tức đến đó, yêu cầu trợ giúp." Ông Doanh nhận thông báo, sau đó lập tức trực tiếp dẫn người đi theo chỉ dẫn của đội trinh sát. Về phần Mẫn, lúc này Mẫn đang ở trong tòa tháp được xây dựng thành một chỗ thắp hương, thờ cúng cho khách du lịch, và cũng là nơi ngụy trang cho lối đi xuống hầm mộ. Ngay khi công an ập đến, Mẫn đã nhận được thông báo của nhân viên resort. Bên dưới chân Mẫn là cô bé 5 tuổi vẫn đang mê man. Mẫn hiểu, nếu càng nán lại, Mẫn sẽ bị bắt. A Lưu, A Lễ không thể đến kịp. Chắc có lẽ đây chính là điềm báo mà ông Vương đã nói lúc trước. Không thể chờ đợi thêm, Mẫn lấy trong túi áo ra chiếc lọ nhỏ đựng máu của ông Vương. Đó cũng chính là chìa khóa để mở nắp hầm mộ. Mẫn vẫn còn nhớ cách mà ông Vương từng làm. Nhỏ một giọt máu vào nắp hầm mộ. Ngay lập tức, đất dưới chân Mẫn rung chuyển. Máu chảy xuống rãnh ký tự rồi tụ lại một điểm. Lần đầu tiên nhìn thấy nắp hầm mộ, trên phiến đá xanh còn có một cái lỗ như để tra chìa khóa. Nhưng sau này có vẻ như ông Vương đã cải tạo, thiết kế lại lối vào hầm mộ để tiện việc cho hai tên A Lưu, A Lễ làm theo mệnh lệnh đưa người xuống hầm mộ sát hại. Thế nên cái lỗ đó đã không còn. Giờ đây hầm mộ sẽ được mở ra chỉ với máu của gia tộc họ Vương. Và đúng như vậy, lối xuống hầm mộ đã được mở. Mẫn cười mang dại: "Ta thoát rồi." Nhưng không, ngoài những kẻ biết đến vị trí cũng như bí mật của hầm mộ là ông Vương, Mẫn, A Lưu, A Lễ, vẫn còn một người nữa. Một kẻ từng may mắn thoát chết dưới sự bảo bọc của linh hồn người chết. Một kẻ mà có lẽ đó là sai lầm lớn nhất của ông Vương khi không thể tìm và giết chết. Giờ đây, con chuột đã từng sống trong sự sợ hãi, trốn tránh, chui lủi ấy đã quay lại chính cái nơi anh ta và những người bạn của mình đã đào bới lên. Đó chính là Tân, kẻ duy nhất còn sống trong đội thợ xây khai quật hầm mộ. Khi Mẫn định bế xốc đứa bé lên để chui xuống hầm mộ, thì Tân cũng xuất hiện. Tân lao vào, với sức khỏe của chàng thanh niên độ tuổi 20, với những căm thù sục sôi trong huyết quản. Tân giằng lại bé gái rồi tung một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt của Mẫn, khiến gã bổ nhào ra đằng sau lăn lộn. Tân nói: "Mày không thoát được đâu, con trai." Mẫn ôm mặt đau đớn, miệng của hắn bị Tân đấm chảy máu, choáng váng. Hắn nhìn Tân rồi ấp úng nói: Là mày, mày chính là thằng nhóc trong đội thợ xây." Như sực nhớ ra điều gì, Mẫn tròn mắt kinh ngạc: Mày là thằng sống sót trong vụ tai nạn." Tân siết chặt nắm đấm. Tân lao tới túm lấy cổ áo Mẫn. Tân nghiến răng giận dữ: "Đúng vậy, chính là tao. Tao là người duy nhất còn sống trên chuyến xe 5 người đó. Chúng mày đã giết bọn họ. Lũ khốn độc ác, tại sao các người lại làm như vậy?" Mẫn cười khúc khích: "Tại sao ư? Đến bây giờ mà mày vẫn hỏi con ngu ngốc vậy sao? Bởi vì chúng mày đã biết quá nhiều. Lẽ ra mày phải chết rồi mới đúng. Tao cũng đang thắc mắc vì sao mày vẫn còn sống. Nhưng việc ngươi còn sống có lẽ cũng là một sự sắp đặt của ông trời. Có thể ngươi là người được chọn. Nếu đã đến đây rồi thì tại sao ngươi không cùng ta giúp sức cho ông chủ Vương đạt được mục đích? Hãy nghe theo lời ta, chỉ cần ông chủ Vương thành công, cuộc sống sau này của ngươi sẽ không phải lo lắng điều gì nữa. Ngươi muốn thứ gì, ông chủ Vương đều sẽ đáp ứng cho ngươi toại nguyện." Tân nói: "Bất cứ thứ gì ư? Lão ta có thể đem bọn họ, những người anh em của ta quay trở lại chứ. Ta vẫn nghe thấy những tiếng khóc ai oán của họ mỗi khi màn đêm buông xuống. Ta có thể tưởng tượng thấy ánh mắt của họ trước khi chết. Nó đau đớn, u uất, lạnh lẽo đến vô hồn.
Lão khốn kiếp đó có thể khiến cho họ sống lại hay không? Hả? Hả? Mẫn cười. Mạng sống của chúng chỉ là thứ sâu bọ. Chỉ những kẻ được chọn để sống tiếp, để phục vụ cho mục đích của gia tộc họ Vương như chúng ta mới là giá trị. Vứt bỏ bọn chúng đi. Rồi đây, ngươi sẽ có nhiều thứ đáng quý hơn bọn chúng nhiều. Với khả năng của ông chủ Vương, ngươi muốn có ai mà không được chứ? Ông chủ Vương đang chờ chúng ta. Hãy đem đứa trẻ đó xuống hầm mộ. Cả ta và ngươi đều sẽ lập được công lớn. Những kẻ đã chết là bởi vì bọn chúng đáng phải chết mà thôi. Không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ đang sôi sục trong người. Những lời lẽ của tên Mẫn khiến cho Tân trở nên điên cuồng. Tên người Trung Quốc ngạo mạn, co rẻ mạng sống của người khác lúc này không còn cười nổi nữa. Hắn đang phải hứng chịu những cú đấm chứa đựng nỗi căm thù đang lên đến tột đỉnh. Vừa đấm Tân vừa hét. Họ không phải đáng chết, họ vẫn còn gia đình, người thân, con cái. Và rồi chúng mày hãm hại họ, giết chết tất cả chỉ vì tham vọng của chúng mày. Tao đến đây để trả thù. Tao sẽ giết hết lũ chúng mày. Hai bàn tay Tân rung lên, máu của Mẫn thấm ướt nắm đấm của Tân. Khi Tân dừng tay lại, cũng là lúc Mẫn không còn cử động được nữa. Hắn nằm im bất động, khuôn mặt bê bết máu. Tân cố gắng lay người hắn dậy. Tân gào lên. Chúng mày đã làm gì Lý? Cô ấy ở đâu? Trong lúc phẫn nộ, Tân quên mất một chuyện quan trọng. Đó là Tân đến đây để tìm Lý. Nhưng hiện giờ, kẻ nắm giữ bí mật lại không thể nói được nữa. Bất ngờ, mặt đất dưới chân Tân có sự rung chuyển. Quay đầu về phía miệng hố ban nãy Mẫn khai mở. Có vẻ như lúc này nó đang tự động đóng lại. Phiến đá xanh kia từ từ dịch chuyển. Tên Mẫn khi nãy đang định đem đứa nhỏ này xuống bên dưới lòng đất. Và vừa rồi hắn có nói với Tân, ông chủ Vương đang đợi ở bên dưới. Như vậy có nghĩa nếu đi xuống nơi này, Tân sẽ tìm thấy lão họ Vương khốn kiếp. Và rất có thể Lý cũng ở dưới đó. Không còn nhiều thời gian suy nghĩ, Tân lao mình xuống miệng hố đen tối như hũ nút trước khi phiến đá đóng lại. Khi Tân nhảy xuống dưới, cũng là lúc phiến đá bên trên đóng kín lối lên xuống. Bao quanh Tân chỉ còn là bóng tối. Nhiệt độ bên dưới này rất lạnh. Một mùi ẩm thấp, hôi hám nồng nặc tỏa ra khiến cho Tân rùng mình. Móc túi lấy ra chiếc bật lửa đem theo. Ngọn lửa yếu ớt chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian nhỏ hẹp. Soi xuống chân, Tân nhận ra mình đang đứng trên một bậc thang đá. Những bậc thang vẫn còn nối tiếp đi sâu xuống bên dưới. Toàn thân lạnh cống, cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm lấn tâm trí chàng thanh niên tội nghiệp. Giờ đây, chỉ còn một cách duy nhất đó là tiếp tục đi xuống. Tân lò dò từng bước chậm rãi men theo bậc thang đá. Cuối cùng thì Tân cũng đi hết những nấc thang cuối cùng. Càng xuống sâu, mùi tử khí càng nồng nặc hơn. Cũng phải thôi, nơi đây chính là nơi mà hai tên A Lưu, A Lễ giết người, chặt xác đem phi tang. Dù cho những bộ phận cơ thể của nạn nhân đều được thiêu trong lò, nhưng trong quá trình chặt xác, máu me, nội tạng của họ bắn tung tóe, vương vãi ra bên ngoài. Sau nhiều ngày, mùi tanh của máu cộng với sự ẩm thấp bên dưới hang động, không khí nơi này đã trở nên vô cùng kinh khủng. Tân giơ cao bật lửa lên để nhìn được rộng hơn. Và rồi, Tân may mắn đã nhìn thấy một cây đuốc được cắm trên vách hang. Nhanh trí, Tân gỡ cây đuốc xuống rồi châm lửa. Ngọn đuốc cháy bừng trong bóng tối. Nhưng khi ngọn đuốc được thắp sáng cũng chính là lúc Tân loạng choạng, mặt tái mét. Ánh mắt hoảng loạn khi mà dưới ánh đuốc, trên vách đá hang động, những cái đầu lâu đủ kích cỡ đang hiện ra rõ mồn một. Tân run rẩy nói. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Áp lực mỗi lúc một đè nặng, sự khủng hoảng càng lúc càng tăng lên. Đôi bàn chân của Tân không dám bước thêm một bước nào nữa. Bởi Tân sợ rằng phía trước mặt của mình, nơi mà bóng tối bủa vây kia, nếu Tân còn đi tiếp, chắc chắn sẽ còn những thứ đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Nhưng Tân cũng không thể bỏ chạy, bởi vì lối lên xuống duy nhất đã bị đóng kín. Không còn biết cầu cứu ai, Tân lẩm bẩm trong miệng. Bà ơi, giúp cháu với. Nhưng chẳng có giọng nói nào đáp lại Tân cả. Chướng khí của nơi này quá nặng, oán nghiệt từ những linh hồn bị giết hại từ xa xưa cho đến hiện tại đã biến hầm mộ trở thành tử địa. Ngay cả những tên sát nhân máu lạnh mỗi lần bước chân xuống đây cũng phải lạnh sống lưng, rùng mình, buốt óc. Cách duy nhất để thoát khỏi đây là tiến lên phía trước, cố gắng nhích từng bước thật chậm. Hai bàn tay nắm chặt lấy ngọn đuốc đang cháy phừng phừng. Tân tiếp tục đi sâu vào hầm mộ. Ý chí giúp Tân vượt qua được nỗi sợ. Nhưng liệu Tân có thể cứu vãn được tình thế nguy hiểm này hay không?
Khi mà bên trong căn phòng đá được ngăn cách bởi phiến đá xanh bí ẩn, lúc này đã là 12 giờ 20 phút đêm. Ông Vương đang tiếp tục yếm cổ thuật lên cơ thể của Lý ngày thứ 5. Có lẽ chính bản thân ông Vương lúc này cũng đã vô cùng suy yếu. Cứ mỗi ngày trôi qua, tình trạng của ông Vương mỗi lúc một tồi tệ hơn. Có lẽ ngay cả ông Vương cũng không lường trước được điều này. Mặc dù sau những lần thử nghiệm thất bại, ông Vương hiểu việc sử dụng cấm thuật sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến người thi triển. Nhưng những lần trước, các nạn nhân đều không thể chịu đựng được đến ngày thứ 2. Tất cả đều mục rữa, tan thành tro bụi. Lần này thì khác, đã là ngày thứ 5. Nhưng Lý vẫn còn sống. Tất nhiên, so với những lần trước, thì kết quả mà Lý đem lại vô cùng sáng sủa. Cây bạch đại ngải phát triển tươi tốt, đã có ngồng hoa. Cơ thể Lý sau 5 ngày đã được cổ thuật bao phủ gần hết. Những dòng cổ thuật được ếm lên người Lý giờ đây đang tạo thành một cái kén đen xì bám chặt lấy người của cô. Ông Vương giờ đây chỉ còn là một bộ xương di động. Tóc trên đầu đã rụng hết, đôi mắt sâu hắm, chân tay khô quắt lại cứ như thể ông ta đã bị rút hết máu thịt vậy. Nhưng miệng ông Vương vẫn nhoẻn cười ghê rợn khi ông ta cắt máu của Lý, tiếp tục nuôi dưỡng bạch đại ngải và ngồng hoa của cây đã tiếp tục lớn hơn. Ông Vương cười khúc khích. Ta sắp thành công rồi. Ta đã làm được. Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ bất tử. Tiếp tục quá trình yểm cổ thuật lên cơ thể của Lý, dường như càng về sau, tình trạng xâm thực lại diễn ra nhanh hơn. Đến ngày thứ 5, phần kén màu đen kia đã lan tới cổ của Lý. Trừ phần đầu vẫn còn nguyên vẹn ra, thì toàn bộ cơ thể Lý đều đã bị đóng vảy đen. Lúc này nhìn Lý như một khúc than củi cứng đơ, vô tri, vô giác. Lý nhắm chặt mắt, đầu gục xuống, tóc tai phủ kín khuôn mặt. Có lẽ thời gian của Lý đã sắp hết. Phía bên trên resort, người của ông Doanh đã tìm được đến phòng hội trường. Tuy nhiên hai tên A Lưu, A Lễ đã trốn thoát. Cảnh tượng trong căn phòng quá đỗi khủng khiếp. Một chậu máu tươi vẫn còn đỏ lòm, sóng sánh những gợn lăn tăn trên bề mặt chậu. Bên cạnh đó là hai cái xác đã bị cắt cổ, nằm bất động dưới sàn nhà. Người của ông Doanh phải bịt miệng, nín thở. Có người còn hoảng sợ lùi lại trước những gì đang diễn ra. Ông Doanh choáng váng. Đã từng điều tra nhiều vụ án giết người trước đây. Nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một sự dã man đến tàn độc như vậy. Giết người lấy máu, lũ sát nhân quá coi thường sinh mạng của người khác. Giận dữ bản thân đã đến trễ, vẫn có người phải chết. Nhưng ông Doanh hiểu việc cần làm ngay lúc này của mình là cứu lấy những người còn sống và truy bắt kẻ giết người. Bất ngờ trong số những cô gái đang nằm kia, có một người cất tiếng. Làm ơn, cứu chúng tôi. Đó chính là cô gái đã cố gắng chạy thoát khỏi căn phòng. Sau đó cô bị A Lễ bắt lại. Nhưng dường như hai tên người Trung Quốc cũng phát hiện công an đã thâm nhập vào resort. Chúng ngay lập tức bỏ trốn. Cô gái kia may mắn sống sót. Ông Doanh lệnh cho người của mình kiểm tra xem những ai còn sống, rồi lập tức đưa họ đến nơi an toàn. Hiện trường được chụp lại. Ông Doanh lập tức gửi báo cáo về trụ sở công an thành phố Hà Nội. Sau cùng, ông Doanh nói: phong tỏa toàn bộ nơi này, cấm không cho một ai ra vào cho đến khi bắt được hung thủ. Hai tổ trinh sát lập tức theo tôi. Chúng ta sẽ lần theo dấu vết của bọn chúng. Địa hình hiểm trở, rừng núi hoang vu. Chắc chắn chúng chưa thể chạy xa được. Khi lực lượng hỗ trợ đến, dù phải đào từng mét đất để tìm ra chúng, cũng phải đào. Hai tổ trinh sát gồm 6 người lập tức chứng chỉnh hàng ngũ rồi đồng thanh hô. Rõ, thưa sếp. 12 giờ 30 phút đêm, cuộc truy lùng những kẻ sát nhân chính thức bắt đầu. Resort ban đêm vốn dĩ tĩnh lặng thì hiện nay tất cả đã bị đánh thức. Từ khách du lịch cho đến nhân viên đều hoang mang, lo sợ khi phía công an thông báo một tin động trời. Tại resort này đã xảy ra những vụ án mạng kinh hoàng. Tại bệnh viện, vợ chồng bà Nhung đứng ngồi không yên. Đã trôi qua hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng phía ông Doanh vẫn chưa có tin tức gì cả. Người của ông Doanh cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt. Có vẻ những người này cũng đã biết được một chút thông tin từ resort, nhưng họ không được phép để lộ ra ngoài. Nhiệm vụ của họ trong lúc này chính là đảm bảo an toàn cho nhân chứng. Trong phòng bệnh, bà Tuyết đang ôm con gái vào lòng. Gia đình bà thật may mắn khi cuối cùng Tiên đã trở lại bình thường. Tiên nước mắt ngắn dài xin lỗi bố mẹ. Tiên thúc thích: con xin lỗi,
Tất cả là tại con. Con đã quá ương bướng khi không chịu quay về cùng bố mẹ. Nếu con nghe lời thì sự việc không tồi tệ đến mức này. Là con đã hại Lý. Bà Tuyết an ủi con. Con đừng lo, Lý là một cô gái rất thông minh. Con bé sẽ biết cách để thoát khỏi đó. Lần cuối cùng con thấy Lý ở đâu? Tiên nói. Lúc con rời khỏi phòng thì Lý vẫn đang ở trong phòng. Sau đó con đi xem đốt lửa trại. Trên đường quay về con đã nhìn thấy hai tên giết người. Chúng phát hiện ra con rồi đuổi theo. Khi ấy con sợ lắm. Con cắm đầu chạy rồi lạc vào trong rừng. Không biết hiện giờ Lý ra sao. Vợ chồng bà Nhung nghe bạn của con gái kể mà thắt từng khúc ruột. Có nhiều lý do để vợ chồng bà lo sợ rằng con gái của mình lành ít dữ nhiều. Bởi ngày sáng hôm sau, theo như lời ông Vượng nói, Lộc tài xế đã đến resort để trông nom hai cô gái. Nhưng đến trưa thì có tin xe của Lộc bị tai nạn. Đồng thời quản lý của resort đã nói dối rằng Lộc thanh toán, trả phòng sau đó đưa hai cô bé đi. Như vậy rõ ràng bọn chúng đã có âm mưu từ trước. Sau khi không bắt được Tiên, chúng đã hãm hại Lý. Và lúc Lộc đến tự xưng là người nhà của hai cô bé, chúng đã lên kế hoạch thủ tiêu cả Lộc để bịt đầu mối. Đã 5 ngày trôi qua, tình hình của Lý không có một chút thông tin gì. Chúng đã đưa cô bé đi đâu? Lần khám xét resort đầu tiên tuy nhanh chóng, nhưng ông Doanh cũng đặc biệt yêu cầu tìm kiếm những nạn nhân được cho là mất tích. Tuy nhiên không hề phát hiện ra manh mối gì cả. Lúc này tất cả mọi người đều đang hy vọng. Sau khi có đủ chứng cứ để kết tội đám người Trung Quốc trong resort, ông Doanh sẽ tìm được một điều gì đó. Nhưng cảm giác của vợ chồng bà Nhung lúc này chính là nỗi sợ. Họ sợ rằng khi tìm được Lý thì đó chỉ là một cái xác mà thôi. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Trời ơi, hôm nay 15, tính ra là 15 cô gái thì tụi nó cắt tiết được 2 người. Xong rồi còn một người bỏ chạy rồi tụi nó bắt về. Thì 15 người mất đi 2 người, vẫn còn lại 13 người. Mà cũng nhờ cái cô gái mà nửa chừng tỉnh dậy, kiểu như là bị dưỡng với thuốc á. Cho nên cổ tỉnh dậy nửa chừng, làm cho hai cái tụi A Lưu và A Lễ bị gián đoạn. Chứ không là sẽ còn rất là nhiều người chết nữa các bạn. Nếu mà mọi chuyện suôn sẻ, nó không dí theo cô gái kia và nó chụp đầu vô lại á, thì Bắp nghĩ là nó sẽ cắt tiết và nó thành công giết được hết 15 người cũng không chừng luôn. Tại vì tụi nó làm việc chuyên nghiệp lắm. Cũng hơn là bên ông Doanh làm việc kịp thời. Mà các bạn biết sao không? Cái kiểu như mới đầu á, thì ông Doanh á, ông báo cáo lên cấp trên, cứ nói cái resort đó có vấn đề. Thì ở trên nó lấp liếm, nó che giấu. Có người bị mua chuộc mà lấp liếm che giấu, kêu là không có gì đâu, không có gì đâu. Trời ơi, Bắp đang tưởng tượng là cái lúc mà ổng chụp cái hình của những người nạn nhân á, gửi lên á, Bắp kiểu đập vô mặt của mấy người đó đó. Nè, thấy chưa, tôi nói mà kiểu tức á các bạn. Cái tụi A Lưu, A Lễ, A Mẫn và ông Vương hả, đáng ghét và ác một. Thì mấy cái đứa mà nó bao che, nó nhận hối lộ thì nó phải đáng chết gấp 10 lần. Tụi nó không trực tiếp hại người, nhưng qua cái cách mà tụi nó nhận hối lộ và tụi nó làm trì trệ cái quá trình điều tra, thì chúng nó đã giống như là phạm một cái tội ác khủng khiếp, là tiếp tay cho giặc và khiến cho nhiều người chết một cách rất là khủng khiếp như vậy. Chỗ đọc mà tức dễ sợ. Nhưng may á, là ông Doanh hành động kịp thời, tuy nhiên vẫn đã có 2 người đã phải bỏ mạng. Bây giờ thì cũng hên á, là Tân kiểu như là chịu lặng lẽ đi theo Mẫn và đã phát hiện ra sự việc. Và bây giờ thì Tân không có yếu đuối, không có nhu nhược nữa, một mình hành động để mà đi cứu Lý. Bởi vì ngoài Tân ra thì không có ai có thể phát hiện ra được cái hầm mộ. Thì đúng Tân là người duy nhất còn sống sót sau cái đợt mà tìm ra cái nắp hầm mộ. Và chỉ có Tân mới biết được thôi, chứ ngoài ra đợi công an thì chắc là không bao giờ tìm ra được Lý với ông Vương đâu. Phải có máu của người nhà họ Vương nữa. Thì cũng hên sao ổng để lại máu cho ông Mẫn, rồi nhờ đó mà Tân có thể đi xuống dưới đó. Chắc chắn là con đường cứu Lý sẽ còn rất là nhiều khó khăn. Không biết là Lý có sống được hay không, bởi vì như lời của bà nội của Tân nói á, là những người có khả năng giống như Lý thì thường chỉ sống tới năm 18 tuổi và sẽ là chết yểu đó. Trời, con bé nó cũng chỉ mới có 16, 17 tuổi thôi các bạn ơi, đã gặp phải những cái biến cố này. Mà Bắp đang thắc mắc là hí dụ mà còn sống mà trải qua biến cố thì không biết là Lý, cái khả năng của Lý có được nâng cấp hay không. Tại vì thường thường mà mình trải qua biến cố mà mình có thể vượt qua thì mình sẽ được giống như là thăng cấp á các bạn, sẽ được tiến bộ hơn á, thì Lý có thể cứu được nhiều người hơn. Với lại trước đó thì Lý cũng tốt bụng mà, Lý cũng cứu được nhiều người. Như đã nói ở dưới hầm mộ,
mùi tử khí rất là nhiều. Thậm chí là bà nội cũng không cách nào giúp được cho Tân, mà bây giờ thì Tân phải tự lực cánh sinh. Tuy nhiên nói thì nói chứ ông Vương thì ổng cũng yếu rồi. Tại vì do ổng luyện, ổng yểm cái bùa cái ngải đó, thành ra là cơ thể của ổng cũng yếu. Nhưng mà không biết là ổng còn đủ khả năng để sai khiến âm binh để mà chống trả lại Tân hay không. Còn ở trên thì đã có cảnh sát lo liệu. Thằng quỷ Alua Lễ vẫn chưa bắt được nó. Trời, phải bắt được tụi nó. Phải hả, xử lý tụi nó, tống giam tụi nó và bắt tụi nó phải đền tội. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.